Federer tạo kỳ tích khó tin dù nghỉ đấu một năm. Hơn 365 ngày không thi đấu nhưng cựu số 1 thế giới Roger Federer vẫn dẫn đầu danh sách những tay vợt kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Theo tiết lộ của Forbes, trong suốt 12 tháng qua, Federer đã thu về 90 triệu đô la Mỹ, đây cũng là lần thứ 17 huyền thoại người Thụy Sĩ lập đỉnh dù không thi đấu một trận quần vợt nào trong suốt 14 tháng qua. Tay vợt 41 tuổi, Federer đã không ra sân kể từ Wimbledon năm ngoái sau ca phẫu thuật chấn thương ở đầu gối. Điều này đã khiến tay vợt người Thụy Sĩ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. 90 triệu đô la Mỹ là khoản thu nhập trước thuế. Được nhà vô địch Grand Slam 20 lần thu về nhờ làm đại sứ thương hiệu trong 12 tháng qua để đứng đầu danh sách. Số tiền đã được xác nhận và chứng thực đến từ các nỗ lực kinh doanh. Tay vợt nữ người Nhật Bản Naomi Osaka xếp thứ 2 trong danh sách các tay vợt có thu nhập cao nhất năm sau khi kiếm được khoảng 56,2 triệu đô la Mỹ trong năm qua. Vận động viên 24 tuổi, Naomi đã giành được 4 danh hiệu Grand Slam, đã kết hợp với ngôi sao bóng rổ 4 lần vô địch NBA LeBron James, thành lập một công ty truyền thông và một công ty thể thao mới đi vào hoạt động hồi tháng 6. Naomi cũng là tay vợt nữ có thu nhập cao nhất, nhiều hơn so với huyền thoại từng 23 lần vô địch Grand Slam Serena Williams. Tay vợt nữ người Mỹ cũng đã tuyên bố giải nghệ sau khi cô tham dự giải Mỹ mở rộng khởi tranh vào tuần sau. Serena Williams đã kiếm được 35,1 triệu đô la Mỹ, vượt mặt hai đồng nghiệp nam từng là cựu số 1 thế giới gồm Rafael Nadal 31,4 đô la Mỹ và Novak Djokovic 27,1 triệu đô la Mỹ. Đương kim vô địch Mỹ mở rộng, Emma Raducanu lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách sau khi cô trở thành ngôi sao quần vợt hồi năm ngoái. Raducanu cũng là tay vợt đầu tiên thi đấu từ vòng loại, nhưng đoạt chức vô địch Grand Slam trong kỷ nguyên mở. Tay vợt tuổi tin người Anh đứng thứ 6 trong danh sách với thu nhập 21,1 triệu đô la Mỹ, trong khi đương kim vô địch Mỹ mở rộng nam và cũng là tay vợt số 1 thế giới, Daniil Medvedev đứng thứ 7 với thu nhập 19,3 triệu đô la Mỹ. Hai tay vợt Kei Nishikori, 13,2 triệu đô la Mỹ và Venus Williams, 12 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 8 và thứ 9, trong khi người Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz, 10,9 triệu đô la Mỹ, cùng lọt vào top 10.